Nguyễn Văn Hóa lại bị đánh, Hoàng Đức Bình lại tuyệt thực, Phạm Đoan Trang lại bị tố cáo tội ác. Ngày 23 tháng 5 năm 2019, Phạm Đoan Trang đã viết trên Facebook cá nhân rằng Hoàng Đức Bình, Nguyễn Bắc Truyện và một số phạm nhân liên quan đến vấn đề an ninh quốc gia khác đã tuyệt thực được 11 ngày để phản đối việc nhà tù hành hạ phạm nhân Nguyễn Văn Hóa. Cụ thể, Trang kể rằng khi trại giam An Điềm làm việc với Nguyễn Văn Hóa vào ngày 12 tháng 5, cán bộ trại có yêu cầu Hóa ký một văn bản. Do không đồng ý ký, kiện cớ văn bản có nhiều chỗ bỏ trống mà trại có thể điền vào để bóp méo thông tin. Hóa bị đánh xưng húc rồi đưa đi biệt tích mà không có quyết định kỷ luật được công bố với toàn trại theo quy định. Đáp lại, Hoàng Đức Bình, Nguyễn Bắc Truyện và một số phạm nhân khác tuyên bố tuyệt thực từ cùng ngày 12 tháng 5 để phản đối việc Hóa bị biệt giam. Hoàng Đức Bình kể việc này với em trai mình là Hoàng Nguyên trong buổi thăm gặp sáng ngày 23 tháng 5 và buổi trưa cùng ngày. Phạm Đoan Trang đưa tin này lên Facebook. Cuối bài, Trang kêu gọi độc giả bảo vệ các phạm nhân vừa nêu bằng cách tố cáo tội ác của chế độ nhà tù ở Việt Nam. Hoàng Dũng hưởng ứng Trang bằng cách kêu gọi giới chống đối nhắn tin cho Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm để phản ánh về vụ tuyệt thực. Nếu trại giam An Điềm không tuân thủ quy chế trại giam, họ sẽ phải chịu trách nhiệm của mình. Tuy nhiên, trong vụ việc này, Phạm Đoan Trang cũng đã đưa tin thiếu khách quan để kích động dư luận. Trang gọi Hoàng Đức Bình và Nguyễn Văn Hóa là những nhà hoạt động bảo vệ môi trường bị kết án vì phản đối nhà máy thép gây ô nhiễm của tập đoàn Formosa. Cách gọi này bóp méo bản chất vấn đề vì Bình bị kết án về tội hoạt động nhằm lật đổ nhà nước, còn Hóa bị kết án về tội tuyên truyền chống nhà nước. Qua tìm hiểu, được biết Nguyễn Văn Hóa sinh năm 1995 ở huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Năm 2014, do bất mãn và bị lôi kéo, Hóa bắt đầu lập nhiều tài khoản cá nhân trên mạng xã hội để đăng các bài viết có nội dung chống nhà nước. Nhờ hoạt động tích cực, Hóa còn được sự hậu thuẫn của các linh mục bất mãn trên địa bàn tỉnh, cùng thành viên của một số tổ chức chống đối như Voice và Con đường Việt Nam. Năm 2016, nhân vụ nhà máy thép Formosa xả thải gây ô nhiễm bờ biển miền Trung, các linh mục bất mãn cùng đảng Việt Tân đã kêu gọi biểu tình, bạo động trên địa bàn tỉnh nhiều lần. Và Hóa đã lập fanpage Giới Trẻ Giáo Hạt Kỳ Anh để hỗ trợ truyền thông cho phong trào đó. Ngày 2 tháng 10 năm 2016, Nguyễn Văn Hóa tham gia cuộc biểu tình, bạo động, phá hoại tài sản ở cổng chính công ty Formosa, đồng thời dùng thiết bị flycam để truyền hình trực tiếp cuộc bạo động trên mạng xã hội nhằm phục vụ mục đích kích động, tuyên truyền. Nhờ thành tích này, Hóa được một số đài nước ngoài trả 1.500 đô la một tháng cho 16 phóng sự, được đảng Việt Tân đưa đi huấn luyện ở nước ngoài và được kết nạp vào đảng này vào ngày 3 tháng 1 năm 2017. Hóa bị bắt để điều tra vào ngày 11 tháng 1 năm 2017 và bị kết án 6 năm tù vì tội tuyên truyền chống nhà nước vào tháng 11 cùng năm. Trong quá trình điều tra, Hóa đã thành khẩn khai báo giúp làm rõ hành vi của một đảng viên Việt Tân khác là Lê Đình Lượng. Tuy nhiên, sau đó đã rút lại lời khai. Cũng trong phong trào biểu tình bạo động vừa nêu, ngày 2 tháng 4 năm 2017, Hoàng Đức Bình đã cùng Bạch Hồng Quyền đưa người bao vây tấn công tổ tuần tra của Công an huyện Lộc Hà và Công an xã Thạch Bằng, làm một công an bị thương. Bao vây đập phá tài sản nhà trưởng Công an xã Thạch Bằng, kéo lên chiếm trụ sở Công an huyện, Ủy ban Nhân dân huyện Lộc Hà. Xét các tình tiết trên, có thể thấy Nguyễn Văn Hóa và Hoàng Đức Bình đã hoạt động chống chế độ và từng tổ chức những cuộc bạo động gây thiệt hại vật chất cho xã hội, chứ không phải là những nhà hoạt động bảo vệ môi trường ôn hòa như Đoan Trang mô tả. Nếu sau vài ngày nữa, cả Nguyễn Văn Hóa, Hoàng Đức Bình lẫn Nguyễn Bắc Truyện đều lên báo với sức khỏe bình thường, có lẽ độc giả nên cười khẩy mỗi khi Đoan Trang kêu gào về tội ác của chế độ nhà tù ở Việt Nam, hoặc mỗi khi các nhà dân chủ tuyệt thực. Chương trình Điểm tin lệ trạng